Chào các bạn nha. Giới thiệu các bạn, đây là chợ hoa ngày 30 Tết. Hoa ở quê thì nó cũng không có nhiều lắm, ít thôi chứ không như ở thành phố, nhưng mà cũng đủ các loại hoa nè. Đây là nhiều người trồng hoa cúc. Đây là đến 4.000 một cây này, là đến bao nhiêu cây đã được tính tiền rồi? 20. Chợ trưa 30 Tết cũng đông. Đông người nhưng mà hàng hóa thì cũng giảm bớt rồi. Bây giờ trưa mọi người cũng về lo cúng kiến hết rồi, chợ cũng tan, ít người. Một số hàng người ta cũng dọn rồi, hết hàng rồi. Rồi đây là hàng bánh, quà bánh. Ôi ăn bánh rán, trời lạnh này ăn bánh rán ngon lắm đó. Bánh này bao nhiêu cái bà? 2.000 nữa. Trời lạnh ăn ngon lắm nha. Ôi hai cô gái ở thành phố về cộng với bà mẹ đang ăn quà. Ở phía sau chợ là có lục bình, có dòng sông, có lục bình trôi. Chợ hợp ở bên dòng sông này nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi. Đây là hàng trứng, có thịt lộn. Cô Thắm mua gì đó? Cái đó bánh gì? Bánh dày. Cô cái gì cũng mua hết á, về ăn chết luôn á. Có tiền mà không mua được đồ đây nè. Quá thì nhiều này mới hết rồi. Bán hôm nay nữa là mai nghỉ hả chị? Bắt đầu bán thì hỏi khó. Đây là hàng bún với bánh chưng nè, bún lá ngon quá. Mua gì nữa đây cô? Đây là mình đi với cô em chồng mình là cô muốn mua gì là mình sẽ quay hết, mà cô đi chợ về thì ăn mấy ngày không hết đó nha. Theo chân cô đi chợ đây. Ồ, nhìn mấy cái tỏi, hành tươi ngon quá. Trời ơi, nha, hành ngon quá ha. Hành nè, tỏi tươi nè, bên trong là tỏi tươi nè. Đúng không cô Thắm? Lượn. Đó cây đó tỏi đúng không? Ừ, cây tỏi mình ngon quá ha. Đại diện ơi. Cà rốt, mười tay. Năm củ, năm quả. Nhưng mà không có tiền trả lại đâu. Đây. Sao? Cô biết là nhiều nhưng không biết lại. Không. Chút cứ 15. Nhìn cái hành tỏi của quê chồng đem ra nó thích lắm các bạn ơi. Đây là cái tỏi tươi nha. Thơm lắm. Xào cái mình cắt mấy cọng mình bỏ vào thôi. Ai
ai ở trong miền Nam thì không biết cái cây tỏi tươi này đâu. Hành nhìn tươi rói thích lắm nha. Cái xu hào, xu hào xích lơ. Đây là mọi người hối hả mua bữa chợ cuối cùng của năm. Sâu hào ở đây người ta bán theo củ, mỗi một củ vậy là 3.000 đó nha các bạn, 3.000 củ sâu hào đó. Mua mấy củ cô? Mua 4 củ hả? Su hào ở đây là người dân nó trồng được ra bán đó. Nó non mơn mởn luôn á. Đây nè các bạn thấy bây giờ chợ 30, trưa 30 nhưng mà còn rất nhiều su hào, rau cần. Rau cần ở đây ngọt lắm nha các bạn. Ngon lắm. Nó mềm mà ngon lắm. Những cái hàng quá khác thì sẽ hết rồi nhưng mà rau, rau thì còn nhiều lắm. Thời tiết năm nay rất là thuận lợi, không có bị mưa. Ngày hôm nay 30 trời ẩn nắng, bớt lạnh hơn. Này bán bao nhiêu mà? Bán bao nhiêu tiền? À đây. Bé lá thịt heo cũng còn một ít. Còn một ít thịt thôi. Sắp hết rồi. Hàng thịt thỏ nè. Thỏ ngon quá. Hàng thịt heo. Hàng trái cây. Hàng trái cây cũng còn nhiều nữa. Các bạn xem lại toàn cảnh chợ nha. Bán được rồi.
chỉ còn vài tiếng nữa thôi là kết thúc cái phiên chợ của năm cũ. Mình cứ vẫn thích nhất là cái hàng rau củ quả, thích những cái cọng hành, những cọng tỏi, những cái rau thơm, bắp cải, súp lơ. Ở đây thời tiết lạnh cho nên những cái món rau củ này nhìn nó mơn mởn ngon lắm. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Chuẩn bị sang năm mới, chúc các bạn một năm thật là an khang thịnh vượng.